mến chào ông bà cô bác anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh kim anh xứ người chào bạn nếu bạn là người lần đầu tiên đến với kênh kim anh xứ người thì vui lòng cho mình xin một like một share và một đăng ký nha cảm ơn bạn rất nhiều và hôm nay như thường lệ thì mình vào bếp nhưng hôm nay ông xã mình vào bếp để làm cái món nuôi đúc lò cái món này rất là ngon và hấp dẫn lắm các bạn ơi món này của ý thì đây là những cái nguyên liệu mà cần có thì nó là nuôi nuôi ống đúc lò thì nó có rất là nhiều loại chi nó có tới ba bốn loại chi trong đây nè các bạn thì các bạn coi và làm theo ha nếu như các bạn muốn ăn cái món nuôi ống đúc lò này thì trước tiên là mình nấu cà lên để cho nó mềm xong rồi mình sẽ bỏ vô máy xay mình xay thì liều lượng thì do tùy theo gia đình các bạn muốn ăn nhiều sốt cà thì mình sẽ cho nhiều sốt như mình đây thích ăn sốt cà rất là nhiều cho nên là ông xã mình cũng sẽ làm rất là nhiều sốt cà ha thì mình dạng mình nấu cho nó mềm nó chín vậy nè rồi mình sẽ bỏ vô mình xay à thì có hai cách, nếu mà bạn nấu vậy cũng được còn không á như mình á thì mình sẽ bỏ vô microwave á. Mình à, à, để mà mình xây à, xay nó ra, mình à, bỏ à, mình à, cho nó chín à, 1 đến 2 phút thôi rồi mình lột cái vỏ nó ra. Mình à, sẽ làm nhưng mà tại ổng đàn ông cho nên ổng làm theo kiểu của ổng á. Nhưng mà cũng rất là ngon các bạn ơi. Đó, mình làm cho nó chín cà nè các bạn. Đã, nó, nó chín như vậy nè Thì rồi mình sẽ bỏ vô máy mình xay chung với lại rau quế đó các bạn Bên đây gọi là basil, là Việt Nam nó là rau quế để ăn phở đó Mình sẽ bỏ chung vô mình xay Như làm như vậy á Nếu mà mình để nóng gì mình bỏ vô máy máy xay sinh tố xay thì lưỡi dao nó bị lục Cho nên á Mình sẽ bỏ vô microwave á À, cỡ chừng 30 giây thôi để mình lột bỏ cái vỏ cà chua rất là dễ đó các bạn rồi mình xay đó còn này thì ông nó nấu theo kiểu này thì cách làm nào cũng ok hết đó rồi à, à, rau này nè bỏ chung vô để xay luôn xay xong rồi à, à, đem ra nấu đó các bạn thì ổng vẫn cần à, nấu đây để cho nó nát như ra gì nè rồi ông mới đợi nó nguội rồi mới bỏ vô xay ha rồi bây giờ là mình xào tỏi lên nè các bạn xào tỏi lên cho thơm rồi ông đổ cái cà chua đó ra đây để mà ông nấu lên đó các bạn thì các bạn thích ăn tỏi nhiều bỏ tỏi nhiều nó thơm cái sốt cho cà nó thơm á các bạn đó mình để cho tỏi nó chín vàng thơm lên rồi mình sẽ đổ cà chua vô mình xào ha các bạn ha cho nó cũng gần thơm rồi đó nó phải vàng nó mới ấy các bạn ơi này ông, ông xã mình ông làm ông quay thử ra là mình chỉ bỏ lên cho các bạn coi để chia sẻ với các bạn nếu mà gia đình các bạn muốn ăn cái món nuôi ống đúc lò này thì mình sẽ xào lên sẽ đây đó cái cà này đã xây ra rồi nè các bạn xay chung với lại mà rau quế đó cho nên nó có cái màu như vậy đó các bạn rồi giờ mình bỏ vô mình nấu thì mình cứ để lửa mới đầu rồi để lửa lớn để cho nó sôi lên rồi mình để lửa riêu riêu cho nó sắc lại đó các bạn lâu lâu thì mình chịu khó quậy chứ để không hơi nó khét ở đáy nồi ha để đó để lửa lớn cho nó sôi lên là khi nào mà nó sôi thì mình giảm lửa nhỏ lại mình sẽ đậy nắp lại ha các bạn ha đậy nắp lại để mà để cho nó không có bị trào ra các bạn để đũa chiếc đũa hay là cái muỗng gì đó để vô để cho nó à, sôi nhưng mà nó không có tràn ra đó các bạn rồi như vậy là các bạn thấy được rồi nè đó nó cạn xuống về là xong rồi đó các bạn và mình để riêng ra mình đi luộc nuôi ha thì đây là mình có một vỉ này nè nó có 14 ống nhưng mà ông à, xã mình Ông làm có 7 ống thôi Tại vì sợ mình ăn không hết á nó để nước sôi cái mình thả vô mình luộc luộc nó 7 phút đó các bạn à, thì à, à, nó à, nó họ trong cái gói họ bán đó, họ kêu mình luộc 7 phút thì à, luộc như vậy để cho nó à, còn cái độ giòn dai đó các bạn Tại vì mình sẽ còn đi nướng nữa đó Rồi mình sẽ cho vô đây một ít muối ha, Ít muối vô trong đây Rồi mình à, đảo đều nó vậy đó Để trong vòng 7 phút ha các bạn ha Rồi sau 7 phút rồi nè các bạn Rồi bây giờ à, mình sẽ vớt nó ra vớt nó ra để cho nó ráo nước Xong rồi mình sẽ... À, À, làm tiếp cái công đoạn à, tiếp theo ha các bạn ha đó, để đó thì bây giờ mình sẽ để đây cho nó ráo nước à, mình lấy cái dĩa mình sẽ đổ dầu ô liu vô nè các bạn đó mình tha dầu hết à, ở trên cái dĩa này rồi mình để mấy cái ống nuôi lên để cho nó không có bị à, dính đó các bạn mình để mấy cái ống nuôi mình lăn lăn cho nó thấm dầu vô á thì nó sẽ không có bị à, dính à, nuôi mấy cái ống nuôi lại với nhau ha đây mình sẽ lăn nè các bạn đó mình lăn vậy đó đó mình lăn đều nó nó thấm dầu hết rồi thì à, à, lát nữa mình à, nhồi cái cái nhân vô nó cũng rất là dễ rồi bây giờ mình sẽ đi làm cái chi ha các bạn ha đây mình có ricotta chi nè các bạn Đó, đây là ricotta chi ha rồi mình sẽ có thêm hai ba loại chi khác nữa các bạn cái chi này nó bị đông đá cho nên là ông xã mình ông phải bỏ ra tô cho nó rã đông á rồi đây mình có cái besami ha cái uh, chi besami này nè rồi à, mình đổ vô luôn rồi thêm một cái uh, chi thứ ba nữa đó là mozzarella cũng là chi luôn phô mai á các bạn đây là mấy cái loại uh, phô mai không á đó mình đổ vô đây hết rồi kế tiếp mình sẽ cho vô đây một ít muối ha các bạn ha. Không cần nhiều đâu, chỉ một xíu muối thôi. Tại vì chi nó cũng mặn rồi các bạn. Cho nên không có cần phải cho muối nhiều. Một ít muối để cho nó à dằn cái vị có vị đậm đà thôi. Rồi mình cho vô đây một ít tiêu. À, tiêu nếu mà các bạn có tiêu trắng á, cho tiêu trắng vô cũng được, mà tiêu đen cũng được không sao hết ha. Rồi à, sau đó mình sẽ cho vô đây là hai cái trứng, hai trứng gà, trứng gà trứng vịt gì cũng được các bạn, có trứng gì cho trứng đó vô. Rồi à, mình à, trộn đều nó lên, à, à, rồi mình cho cái rau mùi tây này vô nè các bạn bên đây nó gọi là ba slay à, Việt Nam mình gọi là ra mùi tây á, cho vô rồi cái mình trộn đều nó lên đó, nó ra thành phẩm vậy nè các bạn, giờ là xong rồi bây giờ bắt đầu mình đi dồn vô trong cái ống nuôi ha các bạn ha, đó, mình dồn cho nó đầy đặt cái ống nuôi này nè các bạn, rồi mình sẽ đem đi nướng. À, trong khi mình dồn vậy á, thì mình đi làm cho nó nóng cái lò nướng trước đi à, 375 độ à, 375 độ F à, tương đương là cỡ 100 rưỡi độ C đó các bạn đó à, rồi mình đã cuốn xong hết rồi ha bây giờ mình sẽ cho vô đây một ít nước sốt nha à. À, sốt cà chua nè các bạn mình mình làm nóng cái uh, khay này luôn ha các bạn ha. Nãy giờ bỏ trong lò mình làm nóng cái lò đó mình làm nóng cái uh, dĩa này luôn ha. Cái dĩa hoặc là cái khay bằng nhôm hay là bằng inox nói chung là cái gì cũng được mình có thể bỏ vô là nướng á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gấp hết mấy cái uh, ống nuôi này mình bỏ vô. Ha. Mình sẽ bỏ mấy cái ống nuôi này vô đây hết. Rồi mình sẽ cho cái thêm cái sốt cà chua lên trên nữa. Rồi mình đã bỏ đầy hết rồi nè các bạn. Rồi xong bây giờ tưới thêm một ít sốt cà lên trên. Nếu các bạn muốn ăn sốt nhiều thì bỏ nhiều, muốn ăn sốt ít thì bỏ ít ha. Rồi mình tưới một ít sốt lên vậy nè các bạn. Xong rồi mình sẽ lấy giấy bạc á mình bọc lên trên rồi mình đem đi nướng ha trước tiên là mình sẽ bọc giấy bạc để mình nướng đó mình đem đi nướng 15 phút nha các bạn ở nhiệt độ 100 375 độ F là 150 độ C đây sau 15 phút mình nướng nè các bạn nhìn ngon và hấp dẫn ghê chưa mình mến chúc các bạn làm thành công cái với cái món nuôi ống rút lò này nha cảm ơn các bạn đã coi hết video này xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp